Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tina xin được chia sẻ với mọi người món súp nuôi ngôi sao. Món này rất dễ nấu, ăn ngon và bổ dưỡng, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Trong video này, Tina có ghi công thức rất rõ ràng và chia sẻ rất là chi tiết. Để nấu món súp nuôi ngôi sao, thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. Đây là nuôi ngôi sao, mình sẽ cần bãi ao, tương đương 200g. Cái nuôi ngôi sao này các bạn vào siêu thị Mỹ hay là siêu thị Việt Nam đều có bán hết. Các bạn nhìn cái hiệu nè. Còn đây là một khúc củ cải trắng mình cắt nhỏ ra, tương đương 137g. Củ cà rốt cũng vậy, một khúc ha, tương đương 132g. Mình cũng cắt nhỏ nhỏ như sắc hạt lựu ra nha các bạn. Hoặc là mình bỏ vào cái máy mình xay nhuyễn nhuyễn sơ sơ thôi cũng được nữa. Hành lá khoảng chừng 3-4 cái gốc hành lá thôi. Hai củ hành tím tương đương 36g mình băm nhỏ ra. Ngò rí khoảng nửa bó ngò rí hoặc là một bó ngò rí cũng được. Gia vị để nêm gồm có tiêu, nước mắm và muối. Đây là bột sắn dây nè các bạn. Mình cần khoảng 3 muỗng ăn canh. Để chút nữa mình hòa với nước á, mình cho vào nồi súp cho nó có độ sệt. Rồi mình cần thêm 11 ao thịt heo xay, tương đương 300g. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Cái lượng muối này thì các bạn có thể gia giảm nha. Nói chung là mỗi người mỗi ý ha. Bây giờ mình sẽ nêm hành lá vào, 1 muỗng canh hành lá. Kế đến là 1/2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn. 1/3 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê nước mắm ngon. Mình trộn lên cho thật là đều để cho thịt thấm gia vị đó các bạn. Trong cái nồi này là 3,5 lít nước sôi. Mình nấu thật là sôi lên rồi mình mới cho thịt vào. Mình lấy cái muỗng mình dít từng miếng vậy nè. Rồi mình thả vào cái nồi nước sôi mình nấu cho thật là chín. Khi thịt mà nó nổi lên thì bắt đầu mình cho củ cà rốt cắt nhỏ vào. Kế đến là củ cải trắng cắt hạt lựu. Cắt hạt lựu và cắt nhỏ cũng được nha các bạn. Không nhất thiết phải cắt cho đẹp. Bây giờ mình sẽ cho cần tây cắt hạt lựu vào luôn. Cần tây rất là thơm. Kế đến là củ hành tím. Rồi mình trộn lên nha các bạn. Mình trộn đều lên. Rồi mình để lửa nha nó. Khi mà nó bắt đầu nó sôi thêm chút nữa thì mình sẽ cho nuôi vào. Nuôi này là nuôi ngôi sao ha. Cho nuôi vào. Rồi mình trộn đều lên. Để nuôi nó không có lóng ở phía dưới đáy nồi, nó làm xích đáy nồi. Bây giờ mình để lửa thấp thôi nha các bạn. Bếp nhà mình 8 số thì mình để số 3 thôi, để nuôi nó chín từ từ. Bây giờ mình sẽ cho 3 muỗng canh bột sắn dây vào đây. Bột sắn dây hay là bột năng, bột bắp gì cũng được nha các bạn. 3 muỗng canh bột ha. Cái đến đó mình sẽ cho vào đây 1/4 khúc nước. Ba muỗng canh, 1/4 khúc nước. Mình quậy đều lên. Cái nước bột này á, chút nữa sau khi cái nồi súp nó chín á, mình sẽ cho vào cái nồi súp để tạo độ sệt. Bây giờ mình sẽ nêm vào cái nồi súp này 1 muỗng canh muối. Cái lượng muối thì các bạn có thể gia giảm. Ai ăn mặn hơn thì tăng lên, còn ai ăn lạt hơn thì giảm cái lượng muối xuống. Nhưng mà mình nêm 1 muỗng canh vậy nó rất là vừa đó các bạn. Không mặn, không lạt. Nếu bạn nào thích ăn bột ngọt, bột nêm hay là đường thì các bạn có thể cho vào luôn nha. Hoặc là các bạn có thể hầm xương lên á,
lấy nước lèo cũng được. Một muỗng canh muối nè các bạn. Kế đến mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh nước mắm ngon. Cái phần này thì các bạn có thể gia giảm luôn nha. Sau khi cái nồi súp nó nóng lên rồi ha, mình sẽ cho cái phần bột này vào. Mình cho từ từ. Từ từ thôi nha các bạn, không có cho nên một lần ha, một lần cái nó chìm hết xuống đáy nồi cái nó xích là ăn nó không có ngon, mà nó đặc lại không có ngon. Mình cho từ từ, mỗi lần mình cho mình khuấy đều lên. Mình làm cho nhanh tay nó ha. Cái lúc này thì các bạn nên để lửa trung bình hoặc hơn trung bình chút xíu để cho bột nó chín. Bếp nhà mình có 8 số thì mình để từ khoảng số 4 hoặc là số 5 là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ nêm gốc hành lá băm nhuyễn vào luôn. Mùi rất là thơm. Kế đến là ngò rí ha. Cái phần ngò rí này thì mình rửa sạch, mình cắt nhuyễn các bạn. Hoặc là bạn nào có ngò gai á, mình cắt vô mình cho vô nó cũng thơm lắm, lá quế cũng được nữa. Bây giờ cái nồi súp này nó nhiều màu sắc, nó đẹp lắm mà hấp dẫn nữa, thơm phức luôn các bạn. Mình đã nấu xong cái nồi súp này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái tô mình múc ra. Thường thì mình cho súp vào cái tô đá cho nó giữ độ nóng. Các bạn nhìn nè, không đặc không lỏng, nó vừa phải lắm các bạn. Mình nấu ra mình ăn liền nó rất là ngon. Thơm quá. Súp này nó mềm mại lắm các bạn. Dễ ăn, dễ tiêu hóa. Cho nên rất thích hợp cho mọi lứa tuổi luôn đó. Dễ nấu nữa. Nấu rất là nhanh đó các bạn. Có thể là mình nấu nhanh hơn cháo luôn nữa. Thay vì các bạn nấu thịt thì các bạn có thể dùng tôm, cá, mực, thịt gà, thịt bò mình nấu cũng được đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn ngon hơn nữa đó thì mình có thể hầm xương rồi lấy nước lèo lên mình nấu chung cũng được. Bây giờ mình cho chút xíu ngò rí lên nè, rồi cho chút xíu tiêu lên luôn. Tuy mình không có bỏ nhiều xương nhiều thịt nhưng mà cái nước nó rất là ngọt, bởi vì của cải trắng, của cà rốt, rồi cần, rồi của hành nữa các bạn, cộng với thêm thịt nữa đó. Khi mình thịt mình nấu lâu lâu đó, cho nó ra cái nước ngọt ngon lắm. Mình nhắc lại cái lúc mà luộc nuôi á, thì mình phải để nước thật là sôi rồi mình mới cho nuôi vào, để nuôi nó không có bị bở ra đó các bạn, nó còn nguyên hình luôn. Rồi sau đó mình hạ lửa xuống, hạ khoảng trung bình thôi, để cho nuôi nó chín từ từ nó nở ra đó các bạn. Thì cái món súp này mình ăn không quá đặc mà cũng không quá lỏng, nó vừa vừa thôi. Rồi mình cho thêm tương ớt hay là dầu ớt vô, rắc thêm tiêu rồi lên cho nó thơm. Vậy thôi, rất là dễ. Khi ăn thì mình trộn lên. Các bạn nhìn nè, cái hột nuôi nó còn nguyên nè, nó không có bể. Tuy nhiên nó rất là mềm đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái món súp nuôi ngôi sao rồi. Rất là thơm ngon, bổ dưỡng, thích hợp cho mọi lứa tuổi ha. Bây giờ Thina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe, like, comment hoặc share để ủng hộ Thina. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.